Sao người ta lo sợ như vậy? Vì cái cuộc diện này không phải như cái chuyện chúng ta nghĩ đơn giản là giữa Nga Ukraine đâu cô bác chị em. Iran đó là cái nước có vũ khí hạt nhân, mà còn gọi là cường quốc, cái nước lớn quân sự ở Trung Đông. Mà thằng Israel nó cũng là xứ lửa, tuy nhỏ dân số ít nhưng mà công nghệ vũ khí tối tân, mà được Mỹ, được Anh tức là đồng minh đó, tức là hỗ trợ đó. Cho nên cuộc diện này không phải là giữa hai nước đánh nhau, mà sẽ là hai cái thế hệ. Cũng như tại sao vậy? Vì nếu chúng ta xét về cái thời gian lịch sử đó, thì Iran đó là cái nước Hồi giáo theo cái dòng tức là CIA, mà Israel đó là theo là Thiên Chúa. Nhưng mà tại vì do cái nước là Israel nó là người Do Thái đó, cho nên cái giáo phái gọi là Do Thái giáo đó, mà đã bất đồng và nghịch với nhau rất là nhiều năm, là cái gọi là kẻ thù tiền kiếp. Nhưng mà khi cái nhân quả nó chín mùi rồi đó, Đức Thầy mới có câu nè: chờ đà sắp cuộc ly kỳ. Đó, cái nhân quả nào nó cũng phải đến ngày tháng chứ quý vị. Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên ngộ hội thờ thì quả báo đồng tự thọ. Tức là nếu đã tạo cái nhân gì, trải qua bao nhiêu đời kiếp, nhưng mà khi nhân duyên chín mùi thì quả báo này phải gánh chịu. Đức Thầy nói là chờ đà sắp cuộc ly kỳ, tới ngày trả quả âm y biết bao. Cho nên chúng đánh bằng tên lửa không, thấy chưa? Chờ đà sắp cuộc ly kỳ, tới ngày trả quả âm y biết bao, thỏ cho kẻ khát khao đạo đức. Thì lúc này mới danh thánh hiền thơm ngực non sông. Ôi sao con này nghe ngộ quá chị em. Bởi vì từ trước tới giờ đó, có nhiều quý vị nghe sấm giảng giáo lý thầy, nhưng mà chúng ta chỉ đóng khuôn thôi. Đóng khuôn là mình nghe rồi mà để đó. Nhưng hôm nay mình mới lật ra, mình xem lại lần nữa thì cứ bằng là mình giật mình luôn. Vì lời của Đức Thầy đó, Ngài đã cho chúng ta biết từ giai đoạn cái khổ nào nó diễn ra trước, cái khổ nào nó diễn ra sau, và cuối cùng đến cái mức độ nào. Nên Thầy nói là nửa sau đến việc biết đời. Bây giờ chưa thấy nó thở không tin, nhưng bây giờ hỏi các bác mình thấy chưa nè, những năm qua những chuyện xảy ra nó hoàn toàn nó có ứng với lời tiên tri của Thầy, của Phật, với kinh của giảng hết. Thì bắt đầu đúng vào cái năm nay, từ đầu năm tới bây giờ thì nhiều chuyện đã xảy ra làm cho người ta hoang mang khổ khó rồi. Năm Thìn bước tới thiệt là gồng, nanh ngút dễ dùng nổi lông đông, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ mà lo nổi, đối đau giống lạc hồng. Như vậy thì nay gần đến Long Phi xà dĩ mà cảnh gian nan bá tánh hầu kề. Thì bây giờ xin thưa quý vị, nếu nói theo cái câu giảng và cái lời mà chúng ta đang trao đổi ở đây, thì bây giờ mình cũng không cần phải dội tin phán đoán. Nói thật với quý vị là năm Thìn này đó là nó biến động. Nó biến động theo lời của Thầy đã chỉ biết là sẽ con rồng mới nở rút nanh, mà trong bá tánh đã thất thanh hải hùng. Bây giờ những cái năm Thìn trước đó thì cái hiện tượng cũng có xảy ra, nhưng mà so với năm nay thì hoàn toàn phối hợp với kinh giảng. Mà nhất là để ta nói chuyện này không phải mình nói không đâu, bây giờ cả thế giới này người ta đã làm hết rồi. Tất cả các báo đài tin tức, các nhà chuyên gia, các nhà tiên tri đều quả quyết là nếu Trung Đông nó bùng nổ là đệ tam thế chiến, nó sẽ lan tất cả các nước, bởi vì nó binh với nhau. Thí dụ thằng Iran thì lúc này đồng minh của nó là Syria, Yemen, Hezbollah, Liban. Đó, những cái nước này là hoàn toàn theo cái dòng đó là Hồi giáo, xưa là CIA. Đó, rồi bây giờ ở bên đây thì Israel, thì nó có là Mỹ, Anh, cũng như là có những các nước NATO hỗ trợ. Mà đánh đi nhau đến mức độ là kêu bằng là Đức Thầy nói là gẫm cuộc đời nè, xô sát mãi, dắt tay nhau đến bãi tha ma. Đó, như vậy thì có phải là dắt nhau đến cái chỗ chết chóc không quý vị? Thì gió Á mưa Âu mới bùng sống dậy. Đó, hải hùng tranh chiến xé sâu nhau, hồng trần trở lại màn u ám, thì khắp cả chúng sanh là nhờ máu đào. Nghe qua câu này là không phải riêng một người hay là một nước, một quốc gia
một vùng nữa mà khắp cả chúng sanh nhờ máu đào. Đức thầy mới nói là máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt văn tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thánh, để nước đến chứng mới nhảy đùng, nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chứng mớ gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Như vậy thì trước khi chiến sự xảy ra, trước khi tai nạn xảy ra, trước khi dịch bệnh chết chóc xảy ra thì chúng ta phải tu trước mới được. Chứ bây giờ để chừng nào có đi rồi tôi phát tâm tôi tu, phải không quý vị? Hoặc giả nó để chừng nào có chuyện đi rồi tôi bố thí, thì xin thưa toàn thể cô bác chị em, cái chuyện đó không bao giờ được. Đức thầy cho mình biết nè, để sau đến việc tả tơ, rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại mà cho gành gió mưa. Rồi bây giờ để gặp Phật ngồi mà than khóc nè, gỡ làm sao hết gối mà về mắt nhìn xem yêu quái vốn bề, bởi ăn đức nên không ai cứu. Phải không cô bác chị em? Bây giờ quẩn đãi không lo đó, Phật cho biết đó. Đến sau là đến cơn bắt nạn mà nằm co mà kêu trời đâu có được. Cho nên để gặp Phật lúc đó đó, mình không có niệm Phật mà mình chỉ kêu trời thôi cô bác chị em. Nhưng mà nên nhớ nha, nó ngộ lắm cô bác chị em. Mình niệm Phật đó thì Phật cứu nha, mình niệm Phật đó thì mình có phước nha quý vị. Nhưng mà mình kêu trời là mình có tội đó. Đến chừng đó mới trời ơi đất khởi, mang khổ hình gì bởi chẳng tu, ham vui quyền quý dại ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm, ta nào có nói thêm cho chúng, quá yêu đời viết túng, ít câu mà ý niệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan. Bây giờ nè, đây sắp đến lầm than khắp chốn, có chưa nè, việc tu hành đâu tốn tiền chi. Xin thưa toàn thể của bác em, nếu mình chịu suy gẫm kỹ lại đó, cái tu nó không có tốn tiền. Thầy nói làm lành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi ao tù thế gian nè, phải không? Chữ tu đâu phải lời thề mà không nhớ đến đăng kề tiên bang, cũng không bắt mình thề thốt, mà cũng không bắt mình khi mình tu phải nộp bao nhiêu tiền. Mà tại vì mình làm phước là mình giúp cho mình đó cô bác chị em. Ủa tại sao nó làm phước bắt tiền mà giúp cho mình? Bởi vì cái gì mà mình cho được cái đó mới là của mình, mình chết mình đem theo. Còn cái gì hiện tại thế gian đó là mình bỏ lỡ hết trơn à. Mà bây giờ xin hỏi cô bác mình có đồng ý không? Sao không đồng ý được? Thầy Phật đã cho biết rồi, nhắm mắt chỉ nắm hai tay, đâu đem tiền của mà đem gài hầu non. Chỉ có tội phước hở còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên gài. Tội nhiều xa đọ nhiều ngày thảm thê, chừng ấy biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp rồi khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật mới cứu an linh hồn. Nó chỉ có Phật mới cứu mình được nha. Nè, tội tiêu, cái tội mình tạo bao nhiêu kiếp đi nữa đó mà mình nhờ sám hối ăn năn nó tiêu của bác chị em. Mà phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo mà giải khôn luân hồi. Nên cái cuộc diện sắp tới đây nè, trần gian khói lửa với đao binh. Sắp tới đây là khói lửa với đao binh, là chiến tranh giặc giả nó bùng nổ khắp nơi. Ở Trung Đông đó là bắt đầu năm nay nó khởi chiến rồi, mém gài nè. Hồi chiều hôm qua đó là Iran đó đánh qua đó, là trên 300 tên lửa với máy bay không người lái vào ba thành phố lớn của thằng Israel. Bây giờ đó, cả thế giới đều hoang mang. Bây giờ thằng Israel đang hợp nội các đó, chuẩn bị rất là tấn công trả đũa lại. Bởi vì lúc này là gọi là quyết lòng tranh bá đồ vương đó. Cho nên từ cuộc diện này nó sẽ xảy ra là thế giới mới gọi là bất an. Nếu như không có dằn xếp được, nếu nó không lắng dịu xuống được đó, thì là cái năm nay là phải nói là khốc liệt. Nhưng mà mình nghĩ rằng là không dừng được cô bác chứ, không dừng được. Tại sao nó không dừng được? Vì Đức Thầy đã cho biết là cuộc đời nay đã như ngựa đã buông cương rồi, khó dừng lại. Gió cu lụp bụp, mặt nước biển lô nhô lặn hợp, chim Dubai cá lại tranh mồi. Đó tới nữa rồi đó, ngọn thủy chiều nô nức sục sôi, bầu trái đất là một phen đương chuyển.
Thôi bây giờ ở Trung Đông đó là nó bùng nổ là đúng theo lời của thầy. Ở châu Âu thì Nga đánh Ukraine, ở Tây Phi thì nó nổi loạn rồi, bây giờ châu Á thì ông Trung Quốc tôi ông đang lâm le mấy hổm gài đó giành biển với là Philippines, hen, gọi là vẽ cái đường lưỡi bò hết trơn Biển Đông, các nước á lân cận đó lúc nào á là Trung Quốc nó cũng dòm ngó, nhất là Đài Loan. Thì bây giờ hiện tại là Mỹ nè, Nhật nè, Philippines nè, Hàn Quốc nè, bốn nước đang tập trận ở biển Hoa Đông đó. Thì bây giờ chứ còn Âu Á lung tung nhợm máu đào, bá tánh say xưa mùi phú quý, tức là mình chìm đắm cho cuộc đời này mình nói là không thức tỉnh đó. Âu Á lung tung nhợm máu đào, bá tánh say xưa mùi phú quý, sau này sẽ vướng cảnh đồ lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí chì chay giữ giới mà. Vậy thì chỉ có bố thí chì chay giữ giới mà rồi Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chiên chở lúc can qua thì can qua, dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta trốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem gần gỡ hoàn cầu, đến ấm cùng no. Vậy thì ai muốn tránh được cái chuyện chiến tranh giặc giả tai nạn này đó, được thầy Phật cứu vớt, thì phải bố thí, tức là mình làm phước đó, rồi mới là trì chay. Thì bây giờ mình mới thấy là cái tinh thần của toàn thể cô bác em bây giờ đó, người ta thích làm phước lắm. Cho nên các cái cơ sở từ thiện đó, những cái chạy hòm nè, những cái tổ cơm cháo, những cái nhà thuốc nam, rồi những cái bệnh viện thì người ta rất là giúp đỡ quan tâm. Thì đã hiểu được cái lời của thầy Phật chỉ dạy, chết rồi vỏ của bơ dơ chi bằng làm phải mà chuyện thơ ghi đời. Xin thưa toàn thể cô bác chị em, cũng như đó, cái chuyện hôm nay thì nó là nuôi tầm ắt được nên tơ ngang, nếu ta làm phải là phước hờ bên lưng, mà phước đức ấy vẫn còn buông thở ti vô hình, đừng ngỡ rằng không. Bởi vì cái chuyện mà chúng ta cho đó, mình tưởng rằng nó mắc, nhưng mà không mắc cô bác chị em, không mắc. Mà ở đây đó, cái phước đó đó, thứ nhất là nó trợ duyên trên đường tu chúng ta được yên ổn, mà những người hữu phước mới giàu sang ngang. Đó, những người hữu phước mới giàu sang. Mà cái người có phước là sống trong ánh sáng, mà nếu phát tâm tu hành thì từ ánh sáng tiến về ánh sáng là mau gần quả dị hơn. Nên cái người tu cần phải có cái phước để che chở. Bởi vì Đức Thầy dạy là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ, ao sen báo Tây phương đua nở chờ, chúng sanh niệm Phật chí tâm. Nếu như cái phước này mình biết tận dụng đó, nó chuyển thành công đức luôn, là đến chỗ đắc đạo giải thoát. Nếu mình làm mà giúp người đừng đợi trả ơn đó, miễn tròn bổn phận là hay hơn bạc vàng. Vậy thì cái phước này nó có thấp không quý vị? Cho nên cái người tu đó là cần phải lập công bồi đức, là bằng cách là mình tạo tác phước điền. Mình có của thì giúp của, mà mình có công thì giúp công. Đó, nhà sập thì cắt cho ta ở, mà đường lỡ thì đắp cho ta đi. Bởi vì đó là tôn chỉ, là giáo lý Đức Thầy đã chỉ dạy. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước gõ lòng hiền nhân. Bây giờ nói Đại Nghiêm mà tôi đâu có tiền đâu mà tôi bố thí. Bây giờ bố thí không nhất thiết là phải có tiền. Bây giờ hỏi quý vị mình nè, thay vì những ngày mình không có làm, mình ở không đó, mình đến cái nhà chúng ta mình chặt thuốc được không? Cái đó phải làm phước quý vị. Phước đó, tôi phước đó quý vị. Hoặc giả là mình tham gia tổ cơm cháo từ thiện xã hội một tuần lễ đó, có là phước không? Phước chứ. Đó, hay là mình lái xe chuyển bệnh có phước không? Phước. Bây giờ nếu mình không có tiền mà mình cũng không có thời gian thì mình làm sao làm phước được? Đây, còn một cách nữa. Nếu ai làm được cái điều này, phước báo rất là lớn. Bây giờ mình không có tiền mà mình không có thời gian thì chúng ta sẽ dùng cái tâm này. Cái tâm là gì? Tức là mình dùng cái tâm quan hỷ. Thấy ai làm phước mình tán thán, thấy ai làm thiện mình ca tụng.
cái phước mình bằng với người đó. Cái điều này quý vị tin không? Ủa mình không chức tiền mà mình không chức công luôn sao có phước được? Xin thưa quý vị, Đức Thầy nói nè, trồng bông kiển là giống chi hưởng nấy ngang. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm, mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Mình có cái tâm quan hỷ tán thán là cái tâm này là cái tâm của Bồ Tát, cái tâm của Phật. Đức Phật nói cái phước của Phật giống như là ngọn đuốc vậy đó, đang thắp sáng mà nếu ai đến mồi là người đó cũng sáng hết. Cho nên có câu nho là nhược nhân thi đạo trợ chi quan hỷ đắc phước thậm đại, thấy người bố thí làm việc thiện nói pháp mà mình sanh tâm quan hỷ, cái phước mình bằng với người đó. Nhưng mà trái lại nè, mình chê bai, mình chỉ trích, mình ganh tị ha, mình đố kỵ là mình có tội nghe quý vị. Cho nên có những người có cái tâm ngộ lắm, thấy người ta làm thiện mà bản thân mình không làm mà mình lại chê, thấy người ta nói đạo nói pháp mình nói không được mà mình lại rất là bình luận, mình lại nói xấu rồi mình lại nói bậy, thì cái đó là mình mang nghiệp. Cho nên vậy mà danh ngôn chánh là phước lai quả khứ, danh ngôn tà là phước khứ quả lai. Cái lời nói chánh đó, cái lời nói đúng, cái lời nói thiện đó, cái phước đến cái quả nó đi đó. Mà nếu như cái lời nó quấy á là cái phước đi mà cái quả đến. Như vậy thì ở đây có phải là mình sanh cái tâm quan hỷ mà cái tâm này là cái tâm của Phật, cái tâm Bồ Tát đó. Vì thế mà ở Đức Thầy dạy mình là cần phải tu phước, bởi vì chỉ có tích đức mới chờ ta trốn hẹn hò. Cái người có đức đó, cái người có phước đó thì được thầy Phật là che chở. Bởi kẻ tà gian là sao bị lửa thiêu à, mà người tu niệm sống đời thượng cổ, hay là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Cho nên Đức Thầy dạy nó ngộ lắm. Nó ngộ ở chỗ là dạy đó là dạy cho cái người hung, dạy là dạy cho cái người dữ, cái người không biết tu, cái người không có biết tin tưởng trời Phật. Nhưng mà khi cứu đó nè, dạy phiên những kẻ ngổn ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ăn, nhưng mà cứu lương hiền chẳng cứu người hung nghe quý vị. Tức là dạy thì dạy cho cái người hung đó, nhưng mà cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau là tiêu diệt. Vì thì không tu trường khổ cũng ưng, đừng có chết sao không chỉ bảo. Vậy thì thầy kêu mình tập làm phước, bởi vì mình làm phước để chi? Mình có cái phước, cái phước này nó che chở. Cho nên ai muốn sống coi đời, ai muốn thấy được hội Long Hoa, ai muốn thấy Phật tiên rất là giáng thế, thì cái người này phải có đủ phước. Cho nên phiên chúng sanh niệm Phật coi đời, mà cõi hạ giái gồng mây chơi giỡn, coi là coi được Phật được chờ, coi phép lạ của tiên của thánh. Khi mình có phước rồi đó là mình được sống coi đời đó, làm cho rồi phận tu mi sau này sẽ thấy ly kỳ năm non chừng bảy núi lầu son lộ vẻ. Thì người già quá trẻ văn ngôi, tu hành ắt được thảnh thơ, lại xem được Phật được chờ báo thai, thân hành đạo đắng cay phải chịu, phận làm người phải liệu cho xong. Như vậy thì chính vì thế mà Phật giáo hảo mình đó là chủ trương, tức là tu phước rất là mạnh. Bây giờ tôi xin tuyên bố và tôi nói thẳng là quý vị có thể bình luận, và quý vị có thể trực tiếp chấp vấn, và quý vị có thể thắc mắc hỏi Phước Kim và tất cả quý vị khác. Hỏi cái gì? Tôi xin nói ở đây tất cả quý vị đồng tình cho Phước Kim thì xin một like. Phật giáo Hòa Hảo hiện nay chủ trương tu phước là đứng đầu tất cả các tôn giáo. Đây là một câu khẳng định luôn quý vị, chứ không có phải là phe, mà ở đây để thấy rằng vì thực hiện theo cái đường lối chỉ dạy của Đức Thầy, điều cần yếu làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Cho nên từ chỗ đó, ở mỗi địa phương cũng như là nơi nào có ban trị sự Phật giáo hảo, nơi nào có tín đồ Phật giáo hảo, đều phát triển từ thiện xã hội. Nhà sập thì cắt cho ta ở, đường lỡ thì đắp cho ta đi, bệnh thì có xe chuyển miễn phí, chết thì tặng cho một cái hòm miễn phí, chôn thì có từ thiện, có nghĩa địa miễn phí, xây luôn sẵn luôn vậy đó, chứ không có đợi xây luôn quý vị. Có, tôi nói là sự thật, quý vị cứ kiểm nghiệm đi. Bây giờ đói thì cho gạo cứu trợ, còn bây giờ quần áo thì sao? Bây giờ lại phát triển thêm cái cửa hàng không đồng, cho nên ai không có quần có áo thì đến những cái nơi
từ thiện ta cho mình mặc miễn phí luôn. Nếu mình chỉ cần có tu hiền mà dù không tu cũng hưởng luôn, có nghĩa là hưởng được cái phước của người có tu. Vì Đức Thầy đã dạy cho mình là trong một nước nhân tài hữu dụng rồi, kẻ tu hành đa phước thì nên cho nên tất cả đồng đạo lớn nhỏ trên dưới đều phấn đấu để làm phước. Từ cái chỗ này cho nên gọi là, rồi bây giờ các cái ngày mà lễ bên đạo Phật giáo Hảo cũng vậy, nó ngộ lắm của bác chị em. Ai mà có đi về lễ 18 tháng 5, 25 tháng 11, hoặc giả là đi lễ Đức Cô Quảng Trần Văn Thành, hay là lễ cô Nguyễn Trung Trực, lễ Phật Thầy Tế An, lễ ông ba Nguyễn Văn Thớ, sắp tới đây là lễ của Đức Phật Chùm luôn, ngày 13 tháng tháng 3 này. Giống như hôm nay mình về lễ của Đức ông đó, được phục vụ đãi ăn đãi uống đầy đủ hết, đãi một cách nồng nhiệt, mờ mà còn ép nữa, uống một ly ép thêm ly nữa. Ăn bánh bao, bánh mì, ăn khoai, ăn bắp, ăn cái gì cũng có hết. Thì cái điều này đó là được tất cả cô bác anh chị em từ miền Bắc tới vô miền Nam đã tán thán, thấy lạ cái là lễ hội cũng như là tất cả liên quan đến Bửu Sơn Hương Phật giáo Hảo. Nhưng mà ai là người Đức ở đãi, tôi xin tuyên bố cho quý vị đó là Phật giáo Hảo. Phật giáo Hảo. Và tôi xin nói cho quý vị nè, tất cả các bệnh viện, các bệnh viện nè có cái tổ á là nấu cơm cháo, nấu nước miễn phí đó, là chiếm 90% tín đồ Phật giáo Hảo đăng ký. Và cái điều này tôi ước nguyện là sau này sẽ có khắp đất nước Việt Nam, là ba miền Nam Trung Bắc đó. Như vậy thì có phải là Đức Thầy dạy chúng ta là phải bố thí, thì những bố thí mà Phật giáo Hảo là chiếm tỷ lệ ăn chay là đa số, đa số quý vị. Phật giáo Hảo là chiếm tỷ lệ ăn chay là đa số, bởi vì Đức Thầy dạy chúng ta là trong tam giáo ăn cần mở đạo, mà trường ngoại bang phục đáo như xưa, Phật tiên dặn chuyển lục lừa chúng sanh gán nhớ muối dưa hội này. Cái hội này phải gán muối dưa, bởi vì tương với muối cháo gạo đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ trên bảy núi còn nhiều báo lạ, gán tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, mà coi phép lạ của tiên của thánh. Cho nên Phật giáo Hảo là hỏi ra bình thường như đâu, hỏi ra chị ăn chay được bao nhiêu năm rồi, ăn 30 năm, cơ bản ít nhất cũng là một tháng 4 ngày chay, chay 4 bữa, ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Bởi thầy dạy nè, mong bá gia nhiều ít lòng chay để giữ chọn trong nền Phật pháp. Cho nên những người theo Phật đó, mình nói mình là Phật tử ngang, mình nói mình theo Phật ngang, theo thầy, mà nếu 4 ngày chay mà mình không có giữ được đó, coi chừng mình gớt nha quý vị. Tại vì cái điều thấp nhất mà mình còn không giữ được thì gớt gớt chịu, chứ cái điều đó phải chịu thôi. Cho dù một số cô bác chưa phải lăn ra trường không sao, nhưng mà quý vị cũng phải gán là ngày 14, ngày rằm 29, 30 đó là chúng ta tập ăn chay. Cho nên nói tới đây chúng tôi nhớ cái vùng thánh địa này nè, nó có hai cái chợ là chợ Mỹ Lương và cái chợ Đình. Lúc Đức ông còn là sanh tiền đó quý vị, khi Đức Thầy vắng mặt đó, thì Đức Thầy dạy là chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng mà chỉ dắt chúng sanh. Cho nên 4 ngày chay này đó là Đức ông chịu khó đi với một số bảo vệ đó, là đi mấy cái chợ Mỹ Lương, chợ Đình đó, ai mà còn bán đồ mặn cá thịt đó là Đức ông la, Đức ông gầy đó, chứ lần sau xúc phạm là Đức ông đánh luôn. Thì sau này ta nói Đức ông là hơi nóng nảy quá, nhưng mà hôm nay đã xin giải mã chỗ này, bị Đức ông là hộ pháp cho Đức Thầy. Nhưng mà tôi hỏi quý vị nè, cái vùng này là cái vùng thánh địa, hồi xưa đó ai cũng theo thầy ăn chay tháng 4 ngày, mà ngày chay lại bán đồ mặn thì Đức ông không la cho được. Nhưng mà Đức ông la này ai nhờ, phải không quý vị? Vì Đức ông la nói mấy đứa bay đó, Phật ra đời ở đây mà không chịu tu có 4 ngày mà không gắng làm để sao này hưởng. Thì Đức ông là cái người lớn là dạy là phải rồi, mà Đức ông làm vậy là mình nhờ chứ, mình tu là mình nhờ chứ đâu đâu có nhờ. Cho nên đó là công đức đó, Đức ông làm như vậy là cái người hộ pháp. Vì Đức ông là có đầy đủ là bi, là trí, là dũng đó. Vì thế mà ở đây tín đồ Phật giáo Hảo khi được theo thầy cúng lại sớm chiều thì chúng ta sẽ có 4 ngày chay là cơ bản. Mong bá gia nhiều ít lòng chay
để giữ chọn trong nền Phật pháp. Còn nếu ai tiến bộ đi xa hơn, ăn tới ăn chay trường luôn càng tốt, có sao đâu. Nhưng mà nhiều khi đó nghe, có một số ăn chay chứ làm đâu có được đâu, làm đâu có tròn đâu. Bị gì, chỉ có hình thức ăn chay thì chưa phải là đạo. Nói thì cũng phải nói cho đủ quý vị. Mà ăn tới cái chỗ là chữ Nam Mô trì giái giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Bởi vì trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho chân. Đó, ăn chay gì mới gọi là toàn thiện toàn mỹ hen. Nó bố thí trì chay rồi giữ giới. Xin thưa toàn thể cô bác chị em, thì hôm nay đó theo Phật giáo hảo là dễ tu lắm. Nếu như hôm nay mà bắt cô bác mình mà học 250 giới cộng cho thứ tướng quay nghi là đúng 1000 giới đó, thì bản thân ăn Phước Nghiêm nè cũng khó mà học cho hết. Bây giờ xin hỏi quý vị, nếu quý vị học 1000 giới lực đó thì quý vị học có nổi không? Quý vị trả lời thiệt đi. Thì thôi, tôi nói rồi, học cũng khó mà nổi lắm. Muốn nổi cũng mất thời gian cũng biết bao nhiêu năm. Nhưng mà hôm nay có cơ hội. Bởi vì cái đời hạ nguyên và pháp này Đức Thầy đã cho biết là kỳ xả tội, nên còn một lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Bởi vì đời này vốn một lời hai khắp trong chẳng hạ, mấy ai tu trì đời này giành giật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong. Nên tượng trưng giới lực Đức Thầy là chọn 8 điều găn cấm này là tượng trưng cho tam giáo Phật Thánh Tiên, còn tượng trưng cho trời đất. Dạy chúng ta mà nếu đem 8 điều găn cấm này mà cộng lại cũng ra thành 1000. Nên Thầy nói trước đây này, nếu ai giữ 8 điều găn cấm của Thầy đó là sanh được 1000 diệt phước nhân. Ồ, nghe nó màu nhiệm không quý vị? Có lần Thầy nói nếu cộng lại nó thành 1000 thì đâu ai tin. Hôm nay mà nếu không ai từng nghe cái bài toán này đó mà đem nói ra cả giáo viên cũng đâu tin được. Vì 8 số 8 mà sắp nhân chia cộng trừ cách nào không ra 1000 được. Nhưng mà đây là con số Thầy đã cho biết trước rồi. Mà 8 điều găn cấm này đó là gút trong ngũ thừa Phật giáo chứ không phải là chuyện thường đâu. Nếu mà giải 8 điều hơn cấm này ra một tiếng đồng hồ chưa hết. Cho nên mình chỉ giới thiệu sơ lược ngũ thừa Phật giáo là gì. Ai giữ được điều thứ nhất của Thầy thôi là được sống đời thượng quân thánh đức, là cái nhân đạo đó quý vị. Ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áp phiện chơi bờ, theo đàn điếm phải giữ tròn lưng lý tam căn ngũ thường, gán tu nhân đạo cho tròn mới hay liền. Được sống của đời thượng quân đức chỉ một điều thôi. Ai giữ cái điều thứ nhì đó, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm súc sắn lo làm ăn và lo tu hiền chân chắc, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận, được sanh về cõi trời liền. Hiền lành nhắm mắt thấy non tiên hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần, tức là hành thập thiện, tức là tiên đạo. Nào bây giờ cái điều thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là thinh văn đạo, tức là đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, không còn lầm lạc trong mê tín dị đoan, đó là chấp trước chấp sau nữa. Ai giữ điều thứ bảy đó, đứa dứt mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, phải suy xét cho minh lý, đó là duyên giác đạo. Dùng cái trí của mình ra để tự phân biệt đúng sai chánh tà trơn vọng, đó là duyên giác đó. Ai giữ điều thứ tám, tóm tắt là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau về con đường đạo đức, về con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, đó là Bồ Tát đạo. Cái điều mà thương nhau như con một cha đó, thấy gì chứ không dễ đâu nghe quý vị. Cho nên mấy điều trên đó mình còn có thể tránh được, hạn chế được, nhưng mà điều thứ 8 này dính rất là nhiều luôn. Dính rất nhiều luôn. Bởi vì hỏi là mình thương cho con một cha chưa thì chắc ăn là tâm trần tục còn phân nhân ngã là mình còn quá nhiều. Thì làm sao thoát khỏi luân hồi, có lúc mình còn hơn thua, mình giẫm đạp, mình bôi nhọ, mình nói xấu, mình hạ bệ, sao gọi là con một cha. Mà cái điều này là cái điều cao nhất trong 8 điều găn cấm đó. Bởi vì tới Bồ Tát rồi. Bồ Tát là cứu độ hết tất cả chúng sanh. Mà trong đó là trong Kinh Nghiêm Ca Đức Phật nói nè, tứ Bồ Đề, nhược Bồ Tát, nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Nếu Bồ Tát đi xấu quá mà còn phân biệt tướng người, tướng ta, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không phải là Bồ Tát, thì tất cả Bồ Tát nhìn mình đó là có một, là đồng một bản thể. Thứ nhất là nhất thiết chúng sanh giai hữu tánh, thứ hai là đều giống như con một cha, cho nên không có cái sự là phân biệt người này khác, người khác. Cho nên cái người này yếu, cái người này ngã thì dìu nâng đỡ lên, chứ không có xô đạp, mà cũng không có bôi nhọ, mà cũng không có nói xấu. Như vậy thì từ cái chỗ này Đức Thầy dạy chúng ta
Thấy đơn giản mà có đơn giản không quý vị? Đâu có đơn giản được. Chính vì thế mới gọi là rút trong ngũ thừa Phật giáo. Ai giữ được 8 cái điều này là sanh được 1000 việc phước nhân, mà nếu đem cộng lại ra 1000 thì cái bài toán này mới được giải mã là lấy 8 con số 8 để sắp thành cái bài toán cộng. Thì thôi sẵn đây mình nói mình nói cộng, chứ nếu không cộng người ta đâu có tính. Bây giờ nhờ quý vị giải mã cái bài toán cùng với Phước Nghiêm nghe. Bây giờ mình sắp đó 8 con số 8, thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là lấy 5 con số 8 sắp hàng đơn vị thẳng xuống. Hàng đơn vị á, mình sắp 5 con số 8 thẳng xuống. Cái hàng chục mình lấy 2 con số 8 thẳng xuống, hàng trăm là 1 con. Vậy là phải là tất cả là 8 con số 8 không? Bây giờ mình gạch mình cộng nè, 5 lần 8 40. Viết con 0, giữ con 4, 2 lần 8 16, với 4 là 20. Viết con 0 giữ 2. Vậy thì 2 với 8 là 10, đem xuống là ra đúng 1000. Đây là bài toán cộng mà 8 con số 8 này tượng trưng cho Tam giáo. Tại sao nói Tam giáo? Trong Tam giáo Phật Khích Tiên đều lấy con số 8 làm cơ bản hết. Nè xin thưa quý vị, đạo thánh nè, hôm nay sẵn mình bàn nghe, mình bàn cái này cao nè. Chứ giờ khi tôi nói sao mà Phật giáo hảo nói thấp quá. Đâu phải nó thấp mà tại vì nó cao mình hành đâu có nổi. Nhưng mà có lúc mình cũng phải giới thiệu sản phẩm, mình cũng phải nói đủ bài bản chứ. Bây giờ trong Tam giáo là gì? Đạo thánh có tam can ngũ thường, và hành theo 8 điều là cắt vạch trì trí thành ý chánh tâm tu thân tỳ gia chỉ quốc bình thiên hạ. Mà tam can ngũ thường đem cộng lại cũng là con số 8. Bây giờ tới đạo tiên nè, thì có tam quân ngũ hành, quân trung, quân khí, quân thành. Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, rồi có 8 điều cơ bản là càn khảm cắn chắn khôn ly khôn đài. Mà tam quân ngũ hành cũng là con số 8 luôn. Bây giờ đạo Phật là có tam quy và ngũ giới, đúng không? Quy Phật, quy pháp, quy tăng, ngũ đất sanh không, đạo tặc không tà dâm, không uống rượu, không nói dối, và hành xử theo bát chánh đạo. Vậy thì từ cái chỗ này trong Tam giáo đều lấy con số 8, mà con số 8 này cũng tượng trưng cho trời đất luôn, là âm dương luôn. Vì thế mà hôm nay thầy ra đời thầy mới chọn con số 8 chứ. Đáng lý ra lấy bừ giới lực hay là 15 gì đó cũng được, nhưng mà tại sao lấy số 8? 8 là đủ rồi. Con số 8 này nó bao gồm, thầy nói là Phật Thánh Tiên Đông Độ Lước Sang, thấy chưa? Miền Nam Địa mới phân chia đẳng cấp. Hay là trong Tam giáo ăn cần mở đạo trường ngoại bang phục đáo như xưa. Vậy thì trong Tam giáo Phật Thánh Tiên mà Đức Thầy đã nấu lọc thành văn, diễn bài thành ý, đưa cho mình cái giới lực để mình hành theo, quan trọng nhất là cái giới này ngăn ngừa cái điều ác và phát sinh cái điều thiện. Đó. Vì thế mà Đức Thầy nói là bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, bởi vì đời xuất thánh tỏ bài câu tiêm tắc, gán giữ gìn kẻo mất giống hiền xưa, những thói hư tật xấu phải găng chừa, sao cho thấy người xưa tường tặng mặt. Ta kể sơ ít điều cho vắn tắt, ước mong đời xét kỹ đặng tu hành, Phật từ bi đặng chữ cao thanh, mà người lương thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Vậy thì muốn tránh được chiến tranh, muốn tránh được đệ tam thế chiến, muốn tránh được cái ngày quỷ diệt trong buổi hạo nguyên, để chúng ta có mặt trong đại hội Long Hoa, sống cuộc đời thượng nguyên đức, hay là được giảng sanh về Tây Phương, được dõi gót theo thầy, thì cũng phải có bố thí trì chay giữ giới. Được như vậy thì Đức Thầy nói là can qua dân chúng chớ buồn lo đó. Thấy chưa quý vị? Tích đức chờ ta trốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài mới xem gượng gỡ. Bởi vì sắp tới đây thầy kêu gọi nè, mong kháng quan vào cửa xem tuồng, cỏ cùng cây điểu thú chim muôn, nhân như giặc quần lai bồn tanh. Đó mới biết ai là Phật Thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà, đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thơ, thì bồ đào gụ thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tội chung. Hồi nghe cái đoạn này nó mê quá quý vị ơi. Nói chung là cả cuộc đời mình đó, mong sao mà được như cái lời thầy Phật. Nhưng mà được quý vị à, được. Bị gì đó thầy á cho biết một câu nào mình nghe cái mình an tâm, mình nghe cái mình an lòng.
Bây giờ có nhiều người hỏi nói Điện Nghiêm ơi, tôi mới tu có mấy tháng nay nhắm tôi được và hội Lăng Hoa, được gặp thầy, được sống cõi đời hay không? Đức thầy nói mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay nghe quý vị. Tại sao nói như vậy? Tại vì chiến này đó thầy Phật không phải là chỉ chọn có một hạng, mà Đức thầy nói các chư Phật từ đây lựa tuyển coi ai là đức hạnh hiền từ. Mà thầy nói nè, sau này đó thầy có sứ mạng trở về lập hội Long Hoa, gõ máy Diệu Quyền chuyển lập hội Long Hoa, chọn những để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Mà hội Long Hoa của tôi đó là tuyển chọn tới 6 hạng người đặng đó, kìa trên tiên cảnh mà vị ngôi sẵn dành, đạo gãi khắp năm canh tọa bút, dạy tặng tường chẳng chút nào sai. Thứ nhất là nguyện tu thành Phật chẳng lầm, độ trong sanh chúng khỏi lâm khổ hình, giác ngộ thành Phật làm chơn chánh là tiên là Phật, mà làm gian ác là quỷ là ma. Cái Phật này á, chúng ta đừng có hiểu lầm. Có nhiều người nói thôi đi, mình dạy người ta hiền ở lành, đừng nói tu thành Phật. Ủa sao kỳ vậy? Ông Phật dạy mình tu là thành Phật chứ đâu phải là dạy ăn hiền ở lành không đâu quý vị. Cho nên dạy đủ hết. Phật ở đây là Phật trong tâm. Tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tâm mình từ bi tức là mình đã có Phật. Tâm mình biết thương người mến vật tức là mình đã có Phật. Tâm mình sống trong giác ngộ là tâm mình đã có Phật. Nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy gắn tâm. Nên thầy nói nè, chẳng nói vắn dài Phật nọ tức tâm, hay là làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc. À như vậy thì hôm nay Đức thầy dạy chúng ta là nguyện tu thành Phật mà chẳng lầm, độ trong sanh chúng khỏi lâm khổ hình. Thứ hai là cư trần bất nhiễm là người thánh, lãng tục đừng mê chứng bậc hiền. Thánh là thinh văn viên giác Bồ Tát đó, chứng quả thánh đó, tức là sống trong cõi đời này mà mình không bị ràng buộc, không bị đắm nhiễm. Đức thầy nói là thăng ti còn tục mà tâm liều cõi mê. Thì bây giờ có nhiều người làm được quý vị à. Đừng thấy người ta mặc cái bộ đồ á sặc sỡ, đừng thấy người ta chân dọn ngang, nhưng mà trong tâm người ta đó là sống là động mà tâm ta chẳng động đó. Sống là thương mà tâm chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi mà xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nên thầy nói nè, ta là cư sĩ canh điền lo nghề cày cuốc, cũng chuyên tu hành xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm phia thăng ti còn tục mà tâm lìa cõi mê. Nên Phật thầy dạy chúng ta làm sao đó là ăn thanh nói chánh làm ngay, ti thăng phàm tục mà thằng thánh tiên. Bây giờ cái chuyện có gì đâu, bây giờ mình chỉ nói đúng thôi, mình nghĩ đúng và mình làm đúng thì đó là mình đã thăng ti phàm tục mà thẳng tiên rồi đó. Cái hàng thứ hai là thành thánh, thứ ba là phước nhiều tiên cảnh lên gài, hay là hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, bởi vì quyết đưa chúng về nơi non khú, tạo lưu bồng ngõ hội quần tiên, khương thử nha song dị còn phiền, câu không ngạnh mà chờ non phụng gái, thì bao la cảnh Phật cõi tiên, tòng mai liễu trúc hữu duyên phe màu, ngũ văn năm sắc năm màu, kỳ quy độ phụng lao sao vui mừng, gian dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Quý vị mai duyên đời này được ông tiên trưởng là Đại La Thiên Tiên Ngọc Thanh Chơn Nhân cử ra, ý gì tiên trưởng muốn phiên đời mà đời lầm lạc lắm đời ơi. Ngọc Thanh là hiệu ai mà dám tranh, chiến này là tiên mà là tiên trưởng đứng đầu trong các vị tiên xuống đây để dạy mình đó quý vị đó. Và bây giờ thứ tư là gì? Dầu không siêu cũng đặng về thằng nhờ hai chữ Trung Quân Ái Quắc. Mà thằng này là ông Nguyễn Trung Trực, là quan thượng đẳng đại thần, là trưởng quản 36 cấp vị là đại quan đứng đầu trong các vị thần. Chẳng những là Trung Quân Ái Quắc mà còn tu được chứng đắc quả vị chứ không phải là thường đâu. Ai mà tu tỉnh chuyên cần nè, làm đường ngay thẳng có thằng đổ cho. Cho nên chuyến này đó là thầy nói là thượng thẩm đạo màu nẻo cao sâu, đẳng đẳng hãy làm chớ để lâu, đạo pháp vô vi là chân lý, thằng làm cho vẹn khỏi lo âu, gọi là Trung Trực Phò Nguy Đại Lịnh Thiên, ngưỡng cầu thượng đẳng đại thần phải ra chỉ quốc bảo toàn lê dân. Cho nên chứng này chúng ta hiểu được là thứ tư cái ngôi vị này tức là thần, thứ năm là quan nè, hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức trong phò chơn chúa, thứ sáu làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Vậy thì xin nói lại Đức thầy, tiễn chọn là Phật thánh tiên thần quan dân, tu hành không Phật thì tiên, không dương thì bá, cũng quyền công khanh, được chưa quý vị? Quá được luôn rồi.
Thế bây giờ ai có duyên á, về Phật thì ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn. Ai muốn thành tiên thì là chuyến này đó là muốn lên tiên được cánh tiên. Nấc thang vinh hạnh thầy khiến cho mình từ nay đến buổi thanh bình, muôn người niệm Phật quả mình biết bao. Ủa cái quả mình là gì? Cái quả là cái quả gì? Cái quả này là quả gì nghe, chứ mình không hiểu, mình tưởng cái quả là từ nay đến buổi thanh bình, muôn người niệm Phật, cái quả mình nó biết bao, cái quả vị của mình nó lớn. Đó, như Đức Thầy nói là Tây Phương đua nở hoa liên mà chờ người hổ phước thiện duyên từ hòa, hay là ao sen báo Tây Phương đua nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, bởi vì sẵn vị ngôi mà dành phân thượng hạ. Đó, ngôi vị đầy đủ hết, liên qua chính phẩm Ngọc Tòa mà được lệnh Thiên Hoàng nấy xe ta. Chính vì thế mà hôm nay cơ hội, tuy rằng sắp tới đây là sẽ đau khổ, là chết chóc, là chiến tranh, không tránh khỏi đâu của bác chị em ơi. Ai không tin thì mờ vô đây xem, ai không tin thì cũng đừng vội vàng phán đoán, thử yên lặng để ve nó gái, mà gái ít điều gõ máy thiên cơ, mà Đức Thầy nói là máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, hay là cuộc thế giới chuyển lai như chống phiên văn tình, hãy lóng mà nghe nè. Sắp tới đây là Lam Kiều Hữu Lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi, thảm cho trẻ hài nhi liệu điệu, tức là những cái đứa còn nhỏ đó, thảm cho trẻ hài nhi liệu điệu, vợ xa chồng bận biểu thê lương, phong trần dài dạng gió sương nè, chư bang ham báo hùng cường đua tranh, bởi vì sau khi đánh bom nguyên tử ngũ hành biến chắc là núi cấm lật ngửa, vô minh ngai vàng sấm giang thời lộ bán vàng, chư nhu thế giới mới cấp chàng tới thi, nhưng mà chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo mới ly kỳ máu rơ. Nói luôn chừng đó mới chờ ơi đất khởi, mang khẩu hình gì bở chẳng tu, bởi vì quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba cùng nhau, giành giật mới là thi phơ. Bị đánh giết hết tiền hết bạc hết của rồi, tự nhiên á núi cấm lộ đền vàng, à, bảy báo phương nam là gạ ngọc chói lò, ai mà không tham. Phương Nam gạn ngọc chối lò, mới lưu ly hộ phách mấy tòa đài cung, nhưng mà dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thằng náo nức vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng mà chào người chân tu. Nhưng mà nước ngoài đó là quân phiên tham báo xa gần cũng qua, rồi tranh phân cho rõ tài ba cùng nhau, giành giật mới là thay phơ. Thầy mới nói là còn một cuộc chiếu manh giành xé, thay vì đánh các nước ở ngoài Đông Tây nó bắt chiến tranh giặc giả lầm than hết, nhưng mà cuối cùng nó dồn về đất nước Việt Nam. Nên trước đây thầy nói nè, cái nước Việt Nam mình đó nó có hai cái điều nghe. Ủa quý vị có nghe cái điều này chưa? Phước lớn mà quả to. Thì hôm nay sẵn cái duyên nhớ mình nói luôn, sao gọi là phước lớn, sao là quả to? Phước lớn là Việt Nam chúng ta là trung ương điểm của năm châu thế giới, nước Việt Nam nhằm cổ trung ương, sao gọi cho có Phật tiên tại thế, có phải là phước lớn không? Thầy Phật ra đời cũng tại nước Việt Nam, cổ trung ương lương chuyển phương Nam mở hội thánh chọn người trung hiếu, mà về An Giang tỉnh rõ ràng ai hay. Vì đã chánh đạo thêm còn sức khỏe mà lại nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn nè. Tỉnh An Giang mình là cái vùng đất địa linh, trên có thác sơn, ở dưới có củ Long Giang, gọi là khí thiên liêng sông núi nhiệm màu ung nút giống anh hùng giang bốn bể, cũng là mười phương thế giới chư Phật, chư Thánh, chư Tiên, chư Thần đó trở về tại đây, trong vùng bốn thẻ của đất nước Việt Nam của mình. Nó màu nhiệm chứ không phải thường đâu nè. Long qua tiên Phật đáo ta bà mà lừa lọc con lành, diệt quỷ ma nếu mãi mê mang mùi, tục lỵ linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Nhưng mà quả to là gì? Bởi vì còn một cuộc chiếu manh giành xé, chữ chiếu là sáng, chiếu manh là tủa ga, tức là đến cái ngày đó là chừng lập hội nổ ba tiếng sấm á, các đá văn núi lở tan tành nơi thác sơn có một cái thành đó. À lúc này đó, thôi mình diễn tả nó màu nhiệm lắm, nhưng mà đến ngày đó đó các nước mới kéo sang, thì ông Thánh ông nói là qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông, kẻ thị phi niệm Phật đưa đường, qua lộ văn giáo là vô thường quyết lưu. Mà cái chết đó thầy diễn tả là cảnh sông máu núi xương tha thiết chằn như thế, bây giờ nào biết chừng nhìn xem hư thiệt mới tường, tuy ngày nay chúng nó hùng cường chừng phân định thì ta cao quý. Cái chết đó đó nó diễn tả lại đó là quả to đó là. Quý vị muốn nghe không quý vị? Ủa sao không nghe? Phước Kim đang nói mà ngừng ngang uổng, lúc Phước Kim nói tiếp đi. Đúng rồi, tại vì mình nói cái phước lớn đi mình nghe về tới cái quả to nè.
đến cái giai đoạn đó, Đức Thầy diễn tả nè cô bác chị em, thắt sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Đó tới cái quả tới rồi đó nè, nơ phía trước mới treo leo tiếng khóc trước mặt của mình đó, cha nọ bồng con vợ khóc quà tan nát sớm ghiền khổ với a nhà không kẻ ở, ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Bây giờ xin ngâm nha, thắt sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo, thì nơ phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng là hình dốc dậy chân là xác chết đó nghe quý vị, chết chắc chồng chồng đó. Thì nước kia lửa nọ tưng bừng mới thảm cho thế sự, lẫy lừng nạn tai thờ cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo bim phe phan, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục ba khắp chàng mà hai dân. Rồi tới phước lớn quả to luôn rồi, cuối cùng bế mặt nhìn luôn rồi. Đó, bởi vì mình sống ở đây là mình sống trong cái vùng đất Phật, được Phật ra đời mà sau này đó là các chư Phật, chư Thánh, chư Tiên đều chở vậy đây hết. Nè, ai muốn thấy được cái cảnh màu nhiệm Đức Thầy diễn tả, mắt thì nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà thì hiện chói hào quang, nghĩa là khi mình đủ cái duyên rồi tới ngày đó các ngài cho thấy luôn. Mà Việt Nam là giống hồng bàng không còn hung bạo, lăn lòn như xưa, tơ lòng dịu đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật Thánh Phước Thừa mà chờ ban. Thì thôi bây giờ mong toàn thể cô bác cho mình kệ, bây giờ ai không tu nhiều được mình tu ít, ai chưa tu á thì mình cứ ủng hộ người tu trước đi, rồi sau này mình cũng vô vọng luôn, bởi vì người ta vô được đâu bỏ mình. Đừng có phỉ báng, đừng có chê bai, đừng có chỉ trích, không nên, phải quá chị em. Thay vì quý vị mình đưa một cái lời khó nghe thì mình cho một cái like đi, mình được có phước. Đời này nó kiếm cái phước không ra, phải không quý vị? Đó, vậy thì cái gì mình tạo phước được thì mình cứ tạo. Thì hôm nay một câu hỏi mà đồng đạo nêu lên, chờ tay chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ máu đầu mới tu. Đức Thầy cho biết cầu chờ cho chúng qua chuông, thế gian im lặng mới hát tuồng khải ca. Xin thưa quý vị, thì nó đúng theo cái lời của Thầy của Phật đã tiên tri, cũng như ông Thánh Chặn Trình cũng đã nói vào cái năm nay là Long Dĩ Xà Đầu là khởi chiến tranh. Thì bây giờ quý vị nhớ giùm Chính Long là gì? Chính Long là rồng. Và năm nay cho đến đầu năm sau, Long Dĩ Xà Đầu khởi chiến tranh, thì can qua xứ xứ khổ đau binh, đến cái năm là Mã Đề Dương Cước Anh Hùng Tặng. À, thăng dậu niên lai, tức là kiến thái bình, Đức Thầy nói là dậu Phật ở đời mới thế giới bình an, chừng nào mới đặng thánh thơ, hay là qua năm tức hợi Phật chờ định phân, hay là tây dứt liên nam hiệp định phân, thì chỉ có tam giáo quy nguyên diện lý căn hùng anh phiên quắc lai hàng phục, đinh hợi đáo niên mới tạo hiện nhân, tức là từ cái năm nay nó diễn cho tới nè rồng, hay người tới năm gắn, rồi ngựa, rồi dê, cuối cùng là đến năm dậu, và hết năm dậu là hai năm sau là tức hợi nhị niên giai tiền định, phải không? Tức hợi nhị niên giai tiền định mới quần lai thượng cổ mới bình yên, chừng nào mới đặng thánh thơ, qua năm tức hợi Phật chờ mới định phân. Thì đó là câu giảng ứng như vậy thì mình gắng tu. Đây là màn cuối, mà cảnh cuối rồi. Thường thường thì nó có màn 1, rồi tới màn 2, thì màn 3 tức là màn chót. Thì đó là còn một ngày chúng ta có 3 buổi nè, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Còn nói về cái cuộc sống này, Phật quy định là thời kỳ thượng quân, trung quân và hạ quân, và cuối cùng mình sống đây là đời quân hạ luôn, chứ không phải là quân thượng nha. Quân quân hạ chứ không phải là quân thượng. Nè, quân nó có là quân thượng, quân trung, quân hạ, mà có thể là đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên mới xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương thay, chư Phật xuống miền dương thế. Thì tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu mới kho kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Thôi bây giờ kẻ gian ác đến sao tiêu diệt, miễn mình đừng có ác thì Phật không bao giờ bỏ mình đâu, heo quý vị ha. Thì mong toàn thể cô bác chị em trong thời kỳ này chúng ta
đồng là nắm tay để mình dõi gót theo thầy nương Phật cảnh mà vui dày xem hội hội Long Hoa. Mà Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, lòng thầy chua xót ruột thầy đau. Nghe được lời phiên tỉnh với nào, kiếm huệ dứt xong rồi, quả báo lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Đến đây xin dứt lời cầu chúc quý vị nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật.